ơi, các bạn đã bao giờ ăn bánh mì chấm nước mì tôm chưa? Lúc nãy mình ăn mì tôm nhưng mà mình chưa no nên là mình đã lấy ổ bánh mì để ăn chấm với nước mì tôm nhé. Chị mồm to thế. Các bạn không? Ai? Lắm á. Ủa chị ơi, nước mì màu vàng này giống giống á. Nó thì không biết. Các bạn nào ăn rồi thì hãy nhớ comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Chưa, mình nghiện món này lắm ấy. Ăn mì. Hết mì rồi em. Mồm nhạc thôi chị ơi, mồm khó thế. Mồm thử đến sáng. Ăn hết bánh mì thì hết luôn cả nước mì. Bye bye các bạn. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.